là hơi thầm và nó rất là không khí khá là mát lạnh. Hôm nay cũng rất tuyệt vời để khai trương cơ sở thứ 7 của Hai Phòng Chúng Mình tại số 6 Trần Phú, Yên Viên, tỉnh Thanh Hóa. Bây giờ thì anh cùng mình vào trong xem showroom Hai Phòng Thanh Hóa thứ 17 này nó như thế nào anh em nhá. Dạ vâng ạ. Thì rõ cái chiều sâu của nó, ví dụ như hai con này là hình chữ L nhá, đây là chúng ta vào trong kia kìa, đấy y như là gọi là tôn lượng trên mặt cờ luôn, y cái khu vực anh em sẽ được đón chào đầu tiên, đó chính là giàn trốn. Khác với những cái hai con khác ấy, thì một là cái đường rất là dài đâu, hai là sẽ có cái khu vực siêu to khổng lồ ở đây này, chỗ của PS5 các thứ kiểu như là của anh Tuấn Anh ấy, thì đây thì sẽ là được cháu giàn trốn. Nhưng nhá, anh em rất là quan tâm và kiên cường mắt là bên này cơ, tức là bên này sẽ có xem cooking channel này, sẽ có nhiệt này, sẽ có nguồn này, sẽ có màn hình này, sẽ có cả bên hút nữa và sẽ có đầy đủ hàng cho nhau bóc nhá. Nhưng mà có vẻ như ở đây là đang có nhiều hàng cooking channel là ăn đi anh em ạ. Đấy, nhưng mà anh em thích gear luôn đấy, gear ở đây cực kỳ là nhiều luôn, nó sẽ có đây nó gọi là vô dòng gear, tức là có tường gaming gear, nó sẽ có razor để đâu đi khác này, đi ra có xe đêm vì ở đây cũng chỉ có chuột này, chỉ có tai nghe này, có được cả mic của cái lái nhé, có cả tay cầm nó, có cả những cái gọi là vô lăng của Logitech luôn, đáp ứng được đủ yêu cầu anh em nhau. Đặc biệt là bộ G92 hay là bộ G29 cái kiểu ấy. Và chúng ta sẽ có ở đây là một đống bọc tê luôn, anh em sẽ có hai hàng bọc tê ở đây nhá, hai hàng bọc tê thì sẽ đáp ứng những nhu cầu gì. Thứ nhất là có những cái vỏ cây mới nhất hiện tại cho anh em, và kể cả vỏ cây thấp cấp lẫn vỏ cây cao cấp nhé. Đằng bên dưới đây nó sẽ có những cái vỏ cây gọi là turbo bản đấy, còn trên này nhá sẽ có những cái vỏ cây của Deli như là Omega Dynamic Evo, bên này sẽ có vỏ cây hai bên kia sẽ là Lan Cuba Mesh. Ui dồi ôi, toàn những vỏ cây mới mà vỏ cây được đón chờ với rất nhiều anh em. Bên kia nó sẽ có Sigma Tech này, nó sẽ có Zombo này, vân vân và vân vân, tất cả những đủ nhu cầu của anh em, đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả anh em ạ. Đấy, em ạ. Đấy, anh em nhìn đây. Đây là một trong những cái tủ mà rất là nhiều anh em hỏi chúng mình ở bên gọi là TikTok, tại vì là chúng mình rất là hay quay TikTok với cả loa. Đây, đây là tủ của Marshall. Chúng mình sẽ có những cái loa VIP Pro nhất nhá. Đấy, nó sẽ còn có cái này này, lô. Đấy, cái này khá là hay, cái này là cái trưng bày của mình có mấy chục mấy trăm là rẻ lắm anh em ạ. Đấy, nói chung là sẽ có đáp ứng được nhu cầu gọi là audio của anh em nhé. Đấy, loa Marshall, loa clip, loa Monster, các thứ kiểu ok luôn. Còn nếu mà anh em muốn những cái giải pháp gì gọi là sách đi và đem đi cứ tứ quần đúng không? Nó sẽ có đây này, nó sẽ có Mega Boom này, nó sẽ có JBL này, nó sẽ có cả đấy những tai nghe True Wireless luôn, pin sen này, ui, tai nghe để xịn thế nhỉ? Ok anh em ạ. Rồi, còn nếu mà nhá, anh em là một streamer đúng không? Bây giờ mình sẽ recommend anh em sang bên này. Chúng ta sẽ có đầu tiên là camera. Cái này tất nhiên không phải là camera để cắm vào máy tính, ở đây là camera cho việc anh em quản trị ngôi nhà của mình. Nhưng anh em sẽ quan tâm tới đó chính là đầu tiên là HiFi Quadcast. Đây là Quadcast thì cái này là phiên bản trắng nhất của phiên bản màu đen. Còn sẽ còn có là Solocast nữa, thì tức là cái mic nó rẻ lên một chút ấy. Và nếu mà anh em muốn có một tầm nhìn tốt đúng không, thì anh em lại mua Hikvision. Hikvision này đây là webcam của họ, giúp cho anh em có thể livestream mượt mà hơn với độ phân giải Full HD. Và nếu mà anh em cảm thấy kiểu buổi livestream chúng ta không được mượt mà đâu, hãy đầu tư ngay một cục router wifi AX128 của Asus siêu to khổng lồ của Jack. Anh em nhìn thấy không? Đấy, đây là wifi 6 anh em nhá, 6 rồi nha. Ok, và cuối cùng tất nhiên rồi, nằm bên giữa những gọi là dàn gaming PC, những gọi là thiết bị gaming tuyệt vời, chúng ta sẽ vẫn có những đồ dùng văn phòng đúng không? Máy in này, máy quét này, nó sẽ còn có router này, nó còn có cục phát wifi này, PCIe wifi này, và sẽ còn có cả máy chấm công mộng của những gọi là nhân viên văn phòng, đồng thời cả máy in máy ủng các kiểu nữa. Đây là in hóa đơn anh em nhá, cái này rất tiện cho bạn mình cũng hỏi những cái thứ kiểu thì mỗi người làm shop thì đã phải có hóa đơn chứ đúng không ạ. Đấy, còn bên trong đây chúng ta sẽ có cả một giải luôn, một tủ này, hai tủ này, ba tủ, bốn tủ, năm tủ, tổng cộng là 5 tủ dành cho màn hình em nhé. Và những màn hình đây thì cực kỳ là đầy đủ để gỗ mã. Nó sẽ có những màn hình của Dell đấy không? Anh em xem TikTok ở đấy thì nó sẽ có những màn hình Dell ở đây này. Nó sẽ còn có những cái màn hình của LG, màn hình của đừng biết LG này giống trước kia thôi. Thế còn có của Acer, của Panasonic, của Samsung vân vân, đầy đủ hết mà. Nói chung bây giờ nhé, hàng Phòng Thanh Hóa đã đáp ứng được đầy đủ rồi để cho anh em mua được màn hình, build một PC cho mình hợp lý nhất. Và nhá,
mình đối với mình check trên kia có một cả súng nhiệt thì ạ, tự động để được đi nước luôn thoải mái, thì nó bị lên trên kia check nhá. Và bên cuối cùng chính là bên thứ hai Studio Ghibli thì họ có vùng đất của mình rồi, chúng mình hai con có vùng đất của laptop đúng chưa? Anh em nhìn phát được hiểu luôn này, nó sẽ có ba đồ laptop này, laptop của HG này, laptop của em à đâu, một năm ba, được nhá, laptop của Alienware, Predator này, HP này, laptop của Microsoft này, mấy bạn sẽ còn có những cái thiết bị như là, ví dụ là anh em có những cái đầu chuyển như là từ HDMI sang VGA để cắm vào những cái máy chiếu cũ của công ty ấy, hoặc là những cái đầu hub để cho anh em đầu hub của VTC, hoặc là những cái đấy là mát, hoặc những ba lô là mát nữa, không, và nhá. Một cái điểm đặc biệt của Hacom Sony đó chính là tất cả những chiếc laptop này đều được bảo giấy mộc mang bảo thực phẩm. Thế nên nếu mà anh em muốn trải nghiệm thì anh em có thể tạo ngay với cả nhân viên thì chúng mình. Ok, bây giờ những con laptop này bị đánh kiểu gì nhỉ? Cấm nút xuống không? Tạo ngay với cả nhân viên của chúng mình để có thể bỏ những lớp bảo ra. Và anh em bấm 2-3 nút xem nó sướng không, nó như thế nào. Đấy, còn nếu mà anh em muốn kiểu biết những cái chi tiết thì anh em hãy lên trên website của Hacom để biết rằng là ok, CPU gì, có việc gì, đây là review như nào thì chúng mình có thể cũng phải có review như là mẫu đấy laptop Asus, đây là dòng ZenBook mình vừa review xong. Thế nói chung là anh em lên trên website Hacom là những cái Hacom nào có đầy đủ cả. Bây giờ thì mình lên tầng 2 và xem là có biết với cả có biết như nào nhá. Ok, bây giờ thì đây là tầng 2 của Hacom Thanh Hóa. Thì anh em thấy đấy, cái khu vực tầng 2 của Hacom luôn là những cái chỗ rất là thú vị. Đơn giản tại vì là thường nó sẽ là một là thanh toán, hai là sẽ có bàn kỹ thuật, ba là có thể là kho, thì ở Thanh Hóa là có tất. Và cái khu vực này thì rất là rộng luôn anh em nhá, có đầy đủ điều hòa này, nước uống này. Thì bên này đây sẽ là cái bàn thanh toán để cho giúp anh em thanh toán. Ví dụ như đây, là có vị khách hàng thanh toán chúng ta này. Đấy, thì bên này chúng ta sẽ thanh toán này. Nhưng mà ở đây nhá, bên đối diện bên này sẽ là kỹ thuật và bảo hành. Tức là nếu mà anh em muốn lắp máy này, muốn bảo hành bộ máy này, muốn kiểm tra hàng hóa này, thì đằng sau này là chỗ để cho anh em kiểm tra. Còn nhá, trên Hacom Thanh Hóa này, kho cực kỳ là rộng luôn. Sẽ có một khu vực kho bên này và khu vực kho bên kia. Bên kia thì chứa ví dụ như là màn hình này, vỏ cây này, vân vân và vân vân. Còn bên này thì sẽ chứa gì? CPU này, mainboard này, cả màn hình kia. Mình nhìn tia phát trong kia đã thấy mấy con 3090, 3080 rồi. Đấy, có nghĩa là hàng hóa Hacom Thanh Hóa thì rất là nhiều, khu vực đảm bảo được tất cả các nhu cầu của mọi người. Nói chung là ấy, kho khiến các thứ kiểu rất là đông, rất là to đúng không? Nhưng bây giờ thì hãy cùng bắt đầu khai trương nhá. Bây giờ hiện tại là anh đang ở sinh sống ở khu vực nào nhỉ? Mà anh qua tận Thanh Hóa đây để mua hàng. Mình ở ngay phường Phú Sơn này thôi. Ngay phường Phú Sơn tức là ngay gần đây đúng không ạ? Thế thì anh thấy cái trải nghiệm phục vụ của bọn em như nào ạ? Mua hàng và săn được hàng khủng thì như nào ạ? Mình chưa bao giờ thấy có một cái siêu thị điện máy nào mà tiếp đón từ đoạn vào cửa cho đến lúc mà ngồi chờ cũng có nước miễn phí này. Thì nói chung là cái trải nghiệm nó khá mới. Thế thì bây giờ là anh đang mong muốn là nâng cấp RAM cho laptop này đúng không ạ? À thì bởi vì mình mua cho em mình để học, nhưng mà ngoài ra mình muốn thi thoảng tiện thể chơi ít game á. Chơi ít game á? Ôi, cấu hình này nó hơi khó để chơi game đó. Liên minh hiện tại ở mức thấp thôi. Thế thì nói chung là em cũng hy vọng rằng là anh có thể có một trải nghiệm tuyệt vời với chiếc máy tính laptop này và với cả bên Hacom bọn em. Thì tất nhiên rồi, Hacom bọn em Thanh Hóa đây ngồi mãi mãi gọi là trường tồn thời gian thôi. Thì hy vọng rằng anh sẽ một ngày nào đó qua ủng hộ tiếp bọn em nhá. Chơi game là phải mua máy tính bàn anh ạ. Nhá, rồi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tức là chốt hôm nay chốt deal được một cái máy tính và một cái loa đúng không ạ? Vâng. Thế thì máy tính ngày hôm nay là anh sử dụng để làm việc gì nhỉ? Về để sử dụng làm kinh doanh ở nhà. À, làm kinh doanh ở nhà đúng không ạ? Thế tức là hôm nay được mua được cái máy tính khá là rẻ. Vâng, cây cũ chắc là cũng phải cổ lỗ sĩ từ đời lâu lắm rồi đúng không ạ? Nó second hand rồi mà. Second hand ạ, vâng. Hôm nay chăm sóc khách hàng rất là tốt. Vâng. Đây thì bọn em cũng sự ưu đãi rất là chu đáo, rất là nhiệt tình. Đấy thì cái ưu đãi của bọn em sẽ còn kết gọi là đến cuối tuần nữa đấy ạ. Thì hy vọng là anh nếu mà muốn nâng cấp sản phẩm gì nữa về máy tính thì có thể qua bên Hacom chúng em. Thì em cũng mong là gọi là anh sẽ qua đây ủng hộ Hacom dài dài ạ. Tại vì Hacom Thanh Hóa thì mục đích cũng là lớn nhất cũng là để phục vụ cho dân Thanh Hóa đấy ạ. Vâng. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Mình ở thành phố Thanh Hóa rồi. Bạn anh ở thành phố Thanh Hóa đó. Thế anh cảm thấy là Hacom Thanh Hóa cái trải nghiệm gọi là khi bước vào cửa hàng và trải nghiệm khi mà được phục vụ như nào ạ? Cũng giống như Hà Nội. Tức là anh lên Hà Nội để mua Hacom vậy? Ngày xưa mình học Hà Nội thì mình mua ở Hà Nội Computer ngoài Hà Nội rồi. Ok, tức là những nơi đồn xa đó. Thế thì em hy vọng là anh khi mà anh đến đây, anh ở Thanh Hóa này vẫn có thể gọi là nhận được những cái trải nghiệm tốt nhất của Hacom bên chúng em. Thì hy vọng là anh sẽ ủng hộ thêm nhiều sản phẩm nữa nhá.
Hiện tại là ở nhà anh đang dùng máy tính bàn, chắc là cũng mua ở Hacom đúng không ạ? Mình mua màn hình ở đấy thôi. Màn hình ở Hacom. Vâng, thế thì cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng. Dạ vâng, vậy là khai trương của Hacom Thanh Hóa đã kết thúc rồi. Thì công nhận là hôm nay đông khách thật đấy. Đằng sau mình kiểu, mặc dù bây giờ đã quá giờ vàng sang cuộc khủng hoảng tầm 1 tiếng rồi, tức là 11 giờ rồi, mà vẫn rất là đông khách anh em ạ. Thì mình nhìn thế này là anh mình biết rằng Thanh Hóa sẽ là một trong những cơ sở gọi là hàng đầu về Hacom. Rồi, hy vọng rằng anh em cảm thấy video này hay, buổi khai trương này hay. Và nếu mà anh em nào đang ở Thanh Hóa ấy, mà chưa biết tới Hacom ấy, thì hãy qua ngay và build ngay cho mình bộ máy để chơi game nhá. Bây giờ cạc rẻ lắm rồi anh em ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em tại video sau nhá. Bye bye.